Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Quân Trần đây. Hôm nay chúng ta sẽ gacha, tiếp tục gacha từ game Risk Connect Redie. Đấy. Từ từ để mình chỉnh cái tiếng game to lên xíu. Ok. Rồi. Dạ thôi. Mày có banner của Siri Ranger. Oh, nghe. Tôi cha luôn ha. Như em này là non lý mịt đấy, nhưng mà trong em tội quá nên mình quay luôn mà biết ra không biết hả? What the? Hả? Tờ hiểu men đi mà đi mà. Ô ô quay không ma vậy. Ma vậy sao? Luôn hả? What the? Đi còn gì đấy? Một lệch đi chơi. Ủa? Io Io hả? Nghe lạ vậy? Nào nhé. What the f... Ủa, lệch mới vô lệch hay mà. Ô gì đây? The fuck man. What the. Cái gì vậy? Đình nổi không trời. Cái game này mình hơn như ta. Cái nặng này mình làm sao ấy. Trời ơi. Cái gì Gibby nào đó. Nó cũng hơn như thế này đỡ ha. Quay cái nổ bóp 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 này chịu gì nói. Cái mấy ra luôn mà 30 nháy à. Sớm hơn cả mẹ mama nữa. Mama Kokoro nó đéo hiểu luôn. Trời ơi. Này ổn ơi. Ra sớm thì chê nhưng mà ra trễ cũng chê. Ôi, ra sớm thì nhận ha. Quá đã, 30 nháy các bạn ơi. Ra 31. Ủa, 21. Ê, mình nhầm. Nãy mình quay một nháy kia quên tưởng quay 10. À 21 nháy ra rồi. Vãi cả biểu. What the hell man. Khó vậy. Rồi. Kim luôn dễ hết. Chết mẹ, bữa mà hết nhân 2 biết có có build được ẻm lên, chắc build được cỡ nào thì được cỡ đó nha các bạn. Cũng sao. Yatto-chan to issho nara dekiru haju. Phải cả. Chưa bao giờ thấy không dễ cỡ này luôn.
cấp mèo bao nhiêu nè, 24 hả, hay nè. Thiếu chút xíu hoặc là thiếu khá nhiều, có đủ không ha, đủ. Ồ, nó vẫn nhận hai kia, vừa nó vẫn nhận hai cái này, ổn ha. Được, để mình nhận thêm過去を知った時はつら。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。150 nhân vật. 800 nữa. Bù lại 800. đây. Đại thiếu thiên cung. Oh, phiền. Thôi. Được. 7, 26. Làm nữa là không có đồ để test đâu. Rồi. Nhưng mà cung mình không có xài nhiều nên đâm ra là từ ai cái. Đây một ván email là cũng là dạng dạng vật đa vật lý đúng không, học sơ qua vật vật lý không mạnh cho lắm nhưng mà với ai muốn sưu tầm thì có thể chơi em một mà đi đánh để lên 6 sao Christina. Ủa bay em nhiều. Trời ơi. Mà con này kháng vật lý nữa chứ. Kháng vật lý. Ở từ chơi luôn. Chỗ
Cho đánh nhanh chết ba cái. Chiến vậy. Shigeki ga tarin zo. Chung là cũng ok. Ai mà Siri có thể run về sự thầm. Đúng không? Quan trọng là ai? Hoặc là câu nói là chưa có Siri. Xấu sao. Đang build Siri chứ. Đang yêu nhân vật. À yêu là im nảy nè. Đại thiệt cái chứ. この力、私の愛する人たち、家族やあなたは私が守るわ。こちらではBGMを購入することができますよ。視聴することもできるので、じっくり選んでくださいね。 Nhiều BGM lắm. Trời ơi. Cái nhiệm vụ không có BGM có nhiệm vụ lần này ta. Thôi mình đã đánh rồi. Đó là Deer đúng không? Cái hình đó thì mình thấy rồi. Ồ oh. Là chưa có ta. The hell. Sẽ làm lướt lướt coi coi. Không có thiệt. À nó phải để trên hay để dưới mà. Đây này cái skin mới new. Cái nào mới nó sẽ ghi new ấy. Cái nào cũ rồi nó sẽ chưa có chưa thêm vô, nhưng phải hết sự kiện mới thêm vô. Siri nó lấy nào hợp ta?
Alex kiếm chứ. Maybe. Ờ à, đâu rồi. Kiếm kiếm hình. Có Siri hát hôm nay mù luôn. Em còn gì nữa? Để xíu. Còn cái nào nữa không? Chị hết rồi. Hết giờ, hết giờ. Đêm riêng luôn thì ok, chắc không có siêu phi. Đẹp nhỉ. Có tỷ lệ thôi. Ok, vậy là đó là về Rinja Siri. Siri Rinja. Em này hình như khoai là limit nha, không phải limit. Bạn nào có thể thích roll, tại vì như mình nghĩ là banner sau sẽ là một banner khá là ngon đấy. Tháng 4 là tháng 5 này là có quay về, thứ nhất là Summer, banner Summer của Kiaru mình sẽ đã dành. Với lại banner của nghe nói là có collab với lại có banner collab nữa, chuẩn bị nữa. Collab của em gì đó, Sista đúng không? Với lại banner Summer, Summer của Saren, có thể Saren hoặc là Kiaru. Summer Limit. Đấy, những cái banner chắc khả năng cao á sẽ quay trở về. Với lại collab của Sista. Em này này. Đây. À, G-Star hả? Tiếng Nhật là G-Star. Đúng là G-Star. Yep, em này như collab này dạng phù thủy gì đó. Rồi là chim kỷ niệm 5 năm có nói đề cập á. Ấy, thì video của mình tới đây thôi. Nếu bạn thích thì có làm subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Yeah, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha. Goodbye, see you again. Bye bye, xin chào mọi người.
chúc mọi người có một ngày tốt lành. Peace, love and peace. あんたも私もいろいろあったけど、私たち3人、レンジャーの権限において、ターゲットを拘束します。はい、バイバイ、ニャンタちゃん、私のフォロー。